Đây rồi. Đây rồi. Ủa anh em ơi. Con này mồm to tí luôn nữa anh em ạ. Úi giời, anh em nhìn cá to chưa? Thành quả của em hôm nay anh em này, đã đời luôn. Sau nó lên toàn cái loại rô bé quá. Rô bé này về em chẳng cắt video nữa. Những loại nhỏ này xem nó không sướng, cái loại to này xem nó sướng anh em. Để đổ đây cho bác xem này, thành quả của em về luôn. Gạn nước cho nó khô. Đấy, đã chưa? Về sau lên toàn cái loại nhỏ quá các bạn ạ. Ôi dậy. Cái loại này thì về đán giòn này. Nhưng này còn to này này tí mất chứ. Rồi. Rồi, đến điểm câu rồi các bác này. Này gió to quá nhỉ. Trời rất là nắng nha các bác nhá. Trời rất là nắng, nhưng được cái là mùa này là nó lạnh rồi, thành ra là cứ cắm ô cái ngồi vẫn rét như bình thường. Thì là cái đoạn này ngồi các bác nhá. Chỗ này của em là sông nha các bác nhá, không phải là hồ đâu. Nhìn thì cứ tưởng là hồ nhưng thực ra nó là sông. Bởi vì cái đoạn kia các bác, cái đoạn cuối anh em nhìn chưa, chỗ gạch đỏ kia thì nó lại có mấy cống thông ra một cái xã tiếp theo, và tích cái đầu đằng này cũng vậy, tích cái đầu trên kia cũng lại thông ra cái xã. Cá chỗ này thì nhiều vô kể luôn, nước nó sâu quá, nước sâu là thành ra là cá to rất là nhiều. Trước em ngồi em đánh lục ở đây mà con chấm đen bay thẳng mặt nước, con đấy khoảng 5 cân, nhiều cần thủ đấy hay săn rồi nhưng mà chưa bắt được. Cái tầm mùa này thì đi câu cá thì em thích nhất là câu cá rô đồng, bởi cái tầm mùa thu này cá rô đồng nó béo lắm, toàn con có trứng này, ăn rất là ngon. Đây bây giờ ngồi cái lỗ này đi anh em nhé, chỗ này có nhiều cần thủ ngồi này. Đây, anh em nhìn chưa, chỗ này có rất nhiều cần thủ ngồi rồi. Cái này gần thảo cái là nó đánh tăm ngay này, quài dí qua xem. Cái lỗ này gần thảo cái là tăm cá lẩy ngay. Chỗ này mà gãy rồi cũng là tuyệt vời luôn. Đây có cái hoa gì đẹp chưa anh em này? Cái hoa gì ấy nhỉ? Trông rất là đẹp. Mùa thu, đúng là mùa thu này đi câu mới là sướng. Thu điếu. Răng cần nha các bác nhá. Chỗ câu đẹp quá anh em ơi. Cái ốp cần này nó không được chắc chắn, thành ra là nó cứ bong. Trời lạnh này không biết có lên được con hàng nào to. Lâu rồi ngại đi câu các bác ơi. Em bán cần GVK8H nhưng mà đợt này về cái là hết cần luôn anh em, mà nên không đăng được video lên cho anh em xem. Nhưng mà đợi đợt sau nhá. Anh em cố gắng đợi đợt sau đi. Xả nó tí thính xuống cho cá nó vào anh em nhá. Vào đây. Trời này gió quá nhỉ. Mút đấy anh em ạ. Mày chết này. Mày chết này. Rồi. Ôi đóng con mút này anh em ơi.
đường cá to quá, đóng ngay rồi, đóng. Ê, chà, nhanh nhìn rô to rồi. Úi dồi. Ôi, con này chảo bá luôn anh em này. Rô ta nhá. Đợi em xuống múc cho nó tín nước đã. Ta to chưa? Cho đây. Chờ. Mấy cộng là mỗi người chú dãy luôn. Anh em nào mà chưa biết cái bài mồi câu áo đô đồng ấy thì vào kênh của em xem nhé. Mà không em để link ở bên dưới luôn cho bác xem nó dễ. Bài mồi đánh cực kỳ chất và cực kỳ nhạy luôn. Nguyên liệu của nó thì gồm có cắm gạo rang này, cắm ngô rang này. Và chủ lực là tép ươn nhá, tép đồng đấy. À, có dấu hiệu mút anh em ơi. Mày chết này. Ôi em nhìn thấy dãy tí em mất. Ôi nha, con này phải kinh khủng tởm. Con này không phải giờ này, chắc rô lai không phải rô ta. Ôi nha, lên nó rơi gái may nó vô được không mất nhá. Dã màn, đây có con rô to nhất từ trước đến nay làm câu được anh em nhá, khủng quá. Anh em nhìn này, kinh chưa. Anh em nhìn vào bàn tay của em này, dã man rồi, còn rô to thế nhỉ. Giật lên phát mà nó lưỡi nó bé. Ok, anh em nhìn này, móc hết cả dây rồi. Anh em nhìn lưỡi số 1 bé tí thì móc vào đây vào mồm nó rơi luôn, may không mất. Cô to quá. Trời ơi. Rồi, ôi phê chưa anh em ơi. Đã chưa? Đấy. Giật nó cho nó trượt phát này, dây nó phật lên phát rối luôn dây anh em ạ. Một đợt con rồm. May dãy dưới kia là cái đám tòm muống này là còn bắt được chứ không là mất rồi. Nó xuống nước là mất. Lúc đầu tiên làm cầu con cá rô to kinh khủng ấy. Trước giờ chưa giờ cầu con nào cũng nắm nó chỉ ở một nửa con đấy đã hết to rồi, này con này to dã man. Rối hết dây anh em ạ. Đấy, chết không chứ. Các bạn nhìn này, như mới tờ vỏ. Cá đang cắn ghét nhất cái kiểu là đi câu nó kiểu rối rối dây kiểu này. Rồi, ok. Wow, quả mồi đánh hay thế. Này khả năng về em phải tăng lên lưỡi số 2 nhỉ. Lưỡi số 1 này hơi bé. Chẳng may gặp cá
khủng nó tuyệt này, tiếc lắm. Cho anh em chìm ngưỡng lại con cá. Ôi, hộp này hơi bé rồi, này quá cái xô đẹp. Ghê quá. Chạy đâu em ơi, chạy đâu em ơi. Úi giời, úi giời ơi, cá đây chứ cá đâu. Úi giời, ai ai cắm đầu thôi. Ê, cá đây cá đâu anh em này. Rồi nha. Úi giời. Rồi xịn anh em nhá. Này vớ của rồi. To to này, cũng là cái cá ở đây to con bự lên sướng thật. Cầu đã quá. Quay nến này có xem đúng phao xem nó thích mắt này. Đấy. Mày mút này, mày mút này. Úi giời ơi. Ôi. Úi giời ơi. Ai à. Úi giời ơi, con này tí nuốt nữa anh em ạ. Úi giời ơi, to chưa. Ê, to nhỉ. Sướng sướng chưa. Ê, đẹp chưa. Dô mùa này nó đang có trứng các bác nhá. Mùa này đang mùa sinh sản nó này, trông. Dù này rán ăn nó phê anh em ạ. Hoặc là cho vào nấu kiểu như là nấu rau cải đấy. Anh em nấu có qua bóc lấy thịt cho vào nấu rau cải ăn phê thôi rồi, sướng chưa. Còn loại đã quá. Thêm chú nữa anh em nhá. Phê quá. Hôm nay cầu đã thật các bác. Cái phương châm của em làm video là cứ phải video thật hay, thật nhiều cá thì em mới đăng lên. Thực ra là những người đang nói và con chép nó phi thẳng mặt nước các bạn. Lần trước em câu ở đây thì em gặp mấy lần con chấm đen rất là to, con đấy khoảng 5 cân là nó phi trên đây rồi mà nhiều cần thú em đánh không đánh được. Và em đánh đây nhiều lần không được. Cứ cái tầm trưa trưa này nó hay phi mặt nước. Nay mà ghi được cái đoạn hình ảnh đấy thì tuyệt vời quá. Đúng phải là nó con bò kìa. Đúng phải nói cảm giác cá lóc đồng nó rít phao sướng thật các bác ạ. Cứ bò. Đấy, đã đưa đấy. Đấy rồi. Ủa anh em. Con này mồm to tí luôn nữa anh em. Úi giời. Anh em nhìn cá to chưa? Ê giời, anh em nhìn đồ ta vàng tươi, con này sướng chưa? Sướng nhỉ. Nó dày. Ôi, này được bữa rồi. Này em được bữa rán ngon lành luôn nha.
đã đời. Tỏ thế, hôm nay gặp cá có nổ rồi. Vào đây, phê qua các bác ạ. Úi trời, làm yên. Anh em đã thấy cái bài mồi của em bá đạo chưa? Các bác nhớ dùng tép mà dùng tép đồng nhé, tép đồng sẽ nhạy hơn tép sông rất là nhiều. Câu rô đồng phải tép đồng, còn nếu mà đi câu cá sông đấy, cá sông nó nợ thì các bác dùng phải dùng tôm sông. Cá dẫy trong kia sướng quá, tép đồng quá nhạy luôn. Cứ để thủng thủ mà cái là cá ăn mạnh. Nước ở ngoài kia nó cũng kiểu gió thổi nó đánh sóng vào được cái ở trong đây, nó có mấy cái hoa súng này ra là đi câu nó yên nước, nhìn nó đỡ chóng mặt, nhìn ở ngoài kia chóng mặt lắm các bạn. Tắm đấy, con này lại chết cho xem, chết luôn. Anh em cá cá rô sướng chưa? Giật úi giời, bay bay. Mấy con này nó khỏe quá, nó giật được bay hết cả lên anh em. Úi giời. Các bác nhìn phê chưa? Cái con chết tiệt này. Dễ ạ quá. Úi giời. Anh em nhìn nó dễ dã man luôn. Cầu giống cá rô sướng, sướng thật đấy. Con này, những con như thế này về chỉ có rán thôi các bác nhá. Con này nó kiểu như là nó ít thịt đấy. Người nhỏ nhỏ này mình rán nó giòn nên ăn cả xương cũng phê. Còn lại cá béo béo kia thì cho vào nấu canh cho cải. Cái kiểu cải đắng ấy ăn sướng thôi rồi các bác ạ. Đã chưa? Chưa. Lần sau em đi em sắm thêm cái xô đựng cá to hơn này em nhớ, này béo quá. Xô bé quá mà cá này nhiều quá. Đây đó, xem nào. Gần đây một cái rọ này. Đã đời hay không à. Con này hơi bé. Thì chưa, anh em câu đã thấy phê chưa? Trước tiên anh em đi câu ấy thì cứ đáp súng để thả ổ, thả ổ thì cá nó mới vào được. Anh em đánh ở trong miền Nam hay đánh cái bằng cái loại trứng kiến ấy, đánh thì rất là nhạy, nhưng mà cái loại cá cái đấy nó cá rô đồng không cuốn ổ đâu. Kiểu như là nó chỉ đắc nó vào thôi, hoặc là anh em phải đi chuyển nhiều vị trí, nhiều địa điểm thì mới được cá. Còn đây mình câu cái loại mồi bột này đấy, thành ra mình ném xuống thì nó sẽ lan tỏa rất là nhanh, thì cá nó cuốn ổ được, nó kiểu tụ vào, tụ cá vào. Quan trọng nó còn có thời gian nữa. Khi anh em ném vào khoảng 30 phút thì bắt đầu cá có tăm lại xong, càng câu nôi cá càng vào nhiều. Đặc biệt là kiểu như anh em câu thì lúc mấy giờ nhỉ? Từ khoảng 3 giờ chiều đấy. Mà câu đến cuối giờ khoảng 5-6 giờ, hoặc là muộn hơn tí nữa là 7 giờ thì hay đóng một cá chê. Lúc đấy cá nó cuốn rồi, gọi là vô đối luôn. Đặc biệt là tầm 7 giờ là cá chê vào rất là nhiều. Cái tầm tối là cá chê đi ăn mà. Em lọ này thì em không câu, không có thời gian đi câu chiều muộn, thì ra là chỉ đi mỗi buổi trưa. Cái tầm này là bắt đầu là cá nó vãn ăn này. Bắt đầu thấy vãn này.
Cái ổ này mà cái để khoảng 3 giờ chiều ta câu thì tuyệt vời. Nước trôi quá anh em ạ. Đây, nhìn các bác xem bên ngoài biết này, sóng đánh nước trôi kinh khủng luôn. Đấy, anh em nhìn chưa? May là mình ở trong này nó có cái bụi hoa súng thành ra nước nó yên này, quay phao nó đẹp như này. Không nếu mà các bác mà xem cái nước sóng ở kia nhìn chóng mặt luôn đấy. Em nhìn còn thấy chóng mặt rồi. May quá tạo cái lỗ đẹp. Lỗ đẹp cá lại vào đều. À, hình như có gắm út đấy. Tôi lại chơi cá nhỏ. Mà cá nhỏ rồi đầu nó mút được mà nó vẫn cứ nôi phao luôn. Mày chết con ơi. Mày chết con ơi. Anh em nhìn, con này con rô đực anh em này, nhìn chưa? Đấy, gầy nhom. Mùa này rô đực thì nó gầy như này đó các bạn. Con loại nào rô cái thì bụng nó béo, béo kiểu như là nó tròn hay là có trứng đấy. Đấy anh em nhìn chưa? Rô ta luôn đẹp ngón này cơ mà. Phê luôn. Đây có chú chân bò là dắt bò về con này. À, chú nuôi nhiều bò không chú? Đây là nuôi hai con đẻ ra hai con bê là 4 con rồi. Con này đang có chửa ra bụng to rồi. Giờ anh em thấy tâm sướng chưa? Mày chết thì con ơi, mày chết thì con ơi. Giỏi rồi. Anh em còn rô vàng bằng chưới luôn. À, anh em mình còn rô vàng chưới luôn. Dậy. Đẹp chưa các bạn ơi, gầy nhỉ. Con này gầy tắm han. Con này chỉ cho rán thôi. Gầy gầy gầy. Hôm nay em được rất nhiều cá rô lẫn. Ôi giời. Ôi thôi. Vào đây. Ui đã. Quá đẹp luôn. Mày chết này. Chết này. Một chú xinh xinh. Úi giời, nó dậy như là thảo chớp. Nhìn chưa, phê chưa. Nhìn nó nét nhé. Ý, này đồ ta này mới sướng. Câu bọn đồ phin con này không thích, nhưng mà câu bọn đồ con đồ đồng này rất là sướng nhá. Cái cá có giá trị mà. Mày chạy đâu? Thêm một chú rô nhỏ nhỏ xinh xinh anh em này. Hôm nay cũng đẹp đấy. Wow. Thành quả của em hôm nay anh em này đã đời luôn. Kèo sau nó lên toàn cái loại rô bé này về em chẳng cắt video nữa. Cái loại nhỏ này xem nó không sướng, cái loại to này xem nó sướng anh em. Để đổ đây cho bác xem này thành quả của em, phê luôn.
ngạn nước cho nó khô. Đấy, đã chưa, về sau lên toàn cái loại này nhỏ quá các bạn. Ôi là dậy. Cái loại này thì về đán giòn này, nhưng này còn to này này tí mất chứ. Rồi con này về sẽ nấu canh rau cải các bác nhé. À, những con nhỏ nhỏ về rán giòn hết. Ngày gọi là được một bữa canh với lại một đĩa rán, quá hợp lý luôn. Rồi hẹn gặp lại các bác trong tất cả video tiếp theo nhé. Các bác thấy video mà hãy like, share, ủng hộ nhiệt tình nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Phê quá. Con này nó rạch các bác. Rồi, nhập vào đây đã. Nhập cho hết vào thùng này. Hai con sau này được hai chú này, ba chú này, bốn chú này. Đấy các bác đánh theo bài mồi của em rất là sướng luôn, rất là nhạy. Năm chú to này, sáu chú này, bảy chú này, ủa này nhiều lắm, phải 20 con, tám chú này, mười dãy, chín, 10, 11. Cái loại nhỏ nhỏ này không tính tiền em anh em nhé, được 11 con to mới lại không phải đến hơn chục con bé nữa. Mồi thế này mới là mồi chứ, phải đã đời quá. Dùng bé nhiều lắm. Lần sau em sẽ ui nó rạch, sẽ đổi sang lưỡi số to đấy, đánh lưỡi hai đi để gặp mấy bọn rô to nữa. Mất vừa đây em mất hai con to. Cái đoạn đấy em chẳng quay, chẳng cắt cho bác xem làm gì đó. Tiếc cơ, con này nó giúp giúp vào đây làm gì. Về với đội của anh, các em sẽ bơi trong chảo mỡ. Ôi hơn ai chúc các rô anh em nhé, phê quá. Hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo. Về đây sướng ơi là sướng.